Thôi rồi. Thôi rồi. Ngựa ra hết quay giờ. Ra con. Đứng nó cần cái đi cho con hai chụp hình đi rồi đi xuống. Làm kiểu khác ai. Bẻ mau, mẹ kêu bẻ mau. Đi bơi nhanh đi, đi bơi. Bỏ xuống. Chạy chạy. Đi lẹ lẹ đi con, lẹ lẹ luôn. Đi bơi. Ờ đi bơi, đi bơi. Cái gì? Anh hai đi trước rồi. Anh hai đi trước rồi kìa. Đó, ở trước luôn kìa. Rồi đi được không? Đi lẹ lẹ đi chứ, anh xin nó bơi hết rồi. Hồi nãy Ngọc nó nãy trên xe nó làm như là nó muốn xỉu vậy đó. Mệt nó làm lăn là nó làm mất tự lắm. Giờ xuống đây tỉnh là tỉnh hồn rồi.